Rồi, xin chào quý anh chị, mình đang có mặt tại địa phận xã Bình Sơn của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mình đang đứng trên cái trục đường cầu Mên này quý anh chị. Rồi, đây là cái đường cầu Mên mới hay còn gọi là cái đường ven của sân bay Long Thành quý chị ha. Hướng này thì mình sẽ về xã Cẩm Đường, huyện Long Thành này. Hướng ngược lại thì mình sẽ về xã Bình An, đi ra để ra thị trấn Long Thành quý chị. Cái đường này là mới được làm xong ha, để thay thế cho cái đường Hương Lộ 10 cũ đã được chặn lại để làm sân bay Long Thành nữa quý chị. Đây là phía bên kia là phía bên đây đường là phía huyện địa phận của xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ ha. Đấy, hôm nay mình sẽ đi ngang qua cái đường cổng phía đông của sân bay Long Thành quý chị này. Cái đường cổng mới đang làm này quý chị, đang làm nó tới đây rồi quý chị ha. Làm nó tới cái đụng cái đường này rồi này quý chị này. Đụng cái đường là ven sân bay rồi. À, là mai mốt người ta sẽ làm chạy thẳng ra phía Hương Lộ 10, ra vành đai 4 ấy, ra để ra cao tốc, nối thẳng vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết rồi quý chị ha. Mặt đường này có chiều ngang mặt đường là 115m này quý chị này. Phía thẳng kia là ra quốc lộ 51 ha, phía cổng trước của sân bay Long Thành á. Đây là cổng phía đông, còn bên phía kia là cổng phía tây của sân bay Long Thành ha. Thẳng từ một con đường này đâm thẳng đi qua sân bay, đi đâm thẳng qua sân bay và chạy về quốc lộ 51 luôn ha. Đi chính giữa sân bay Long Thành quý chị. Tiến độ thi công trong nay là ngày 16 tháng 1 năm 2024 này quý chị này. Máy móc của ta đang thi công chạy thẳng vào qua sân bay ha. Cái chỗ mà nhà ga kìa chị, xa xa là cái nhà ga đang thi công đó, bụi đó quý chị. Nhà ga sân bay Long Thành nằm ở phía thẳng tay anh chị đó, nằm ở trong giai đoạn 1 đó. Cái nhà ga sân bay Long Thành đang làm ở trong khu vực này, nằm cả đêm luôn quý chị ha. Đêm đi qua đây thì đường này thì mình nhìn vào trong đây thấy chỗ cái nhà ga nó sáng rực luôn, là người ta thi công cả đêm đó. Tuyến đường này cũng đang thi công để cũng có thể là phục vụ cái việc chở trang thiết bị vật liệu xây dựng á, để thi công sân bay Long Thành á, từ cái đường ven này vào rồi thi công ha, vào thi công sân bay đấy quý chị. Người ta làm cái đường này là ta đổ rất là đất rất là cao luôn. Chiều ngang là 115m, mỗi bên 4 làn xe đấy quý chị ha. Mỗi bên 4 làn xe, ở giữa là có giải phân cách. Đường này rất là đẹp. Nối thẳng ra cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ha quý chị, cách đây khoảng độ 8km đến cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết rồi. Đây cái đoạn bên phía huyện Cẩm Mỹ này thì người ta đã cắm cọc rồi, cắm mốc rồi nhưng mà chưa được đền bù, chưa đền bù, chưa thu hồi đất á. Nên là người ta chưa làm bên phía đây ha. Anh em ta mới chỉ làm đến hết địa phận của huyện Long Thành này thôi này quý chị. Rất là rộng. Đường rộng, mênh mông. Đường cổng mà quý chị, nó một trong cái cổng này là cái một trong hai cổng chính của sân bay Long Thành. Cổng phía quốc lộ 51 thẳng đi qua sân bay thẳng đây và cổng này ha. Đó là toàn mình cập nhật tiến độ cái đường cổng sân bay cho quý chị đến thời điểm tháng 1 năm 2024. Chào và hẹn gặp lại quý chị các video sau. Mình sẽ cập nhật nhiều cái hạ tầng quay sân bay Long Thành cho chị xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.